Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 18 tháng 10 đã xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp khu vực đóng quân của đoàn kinh tế 337 ở thôn Cọp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, khiến gần 30 cán bộ chiến sĩ bị nạn. Có 5 cán bộ chiến sĩ may mắn thoát ra ngoài được, 22 người vẫn đang mất tích, 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ. Số quân nhân chuyên nghiệp chủ yếu là lực lượng hậu cần, kỹ thuật của sư đoàn 337. Vụ việc xảy ra vào đêm hôm qua vô cùng nghiêm trọng. Sau khi có thông tin, 3 giờ sáng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều hơn 100 cán bộ chiến sĩ cơ động vào địa bàn để phối hợp ứng cứu. Đến 7 giờ sáng đã có mặt xảy ra vụ sạt lở. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng chỉ đạo các đơn vị Bộ đội Biên phòng ứng cứu các sự cố sạt lở đất và tăng cường phân đội chó nghiệp vụ của Cụm 4, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, đóng quân tại xã A Ngo, huyện Đắk Rông, Quảng Trị, gồm 3 chó nghiệp vụ, 6 huấn luyện viên đến hiện trường. Sau một thời gian tích cực tìm kiếm, đến 9 giờ 50 phút hôm nay, các lực lượng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân vùi trong đất đá. Hiện nay lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khẩn trương để tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Tình trạng mưa vừa đến mưa to diễn ra tại Hà Tĩnh trong những ngày qua đã khiến cho mực nước các sông lên cao, nhiều địa phương xuất hiện ngập úng cục bộ, sạt lở đất. Theo đó, huyện Hương Khê là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lũ. Hiện đã có 5 xã bị cô lập, 21 hộ dân và 8 hội quán thôn bị ngập. Các tuyến đường giao thông và cầu qua sông bị ngập như cầu tràn qua các xã Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Liên. Tình trạng sạt lở ngập lụt cũng diễn ra tại các huyện Hương Sơn, Lộc Hà, Thạch Hà, Đức Thọ, Kỳ Anh, khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Còn tại Nghệ An, cũng xuất hiện tình trạng chia cắt cục bộ tại một số địa phương. Trong ngày hôm qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã có 2 người bị mất tích khi đi qua cầu tràn và bị lật thuyền.